Mình tên là Ted và mình tên tiếng Việt của mình là Thắng. Mình đang học khóa Diploma Commerce State 2 ở Curtin College. Bởi vì trường Curtin College có pathway đến học trực tiếp đến Curtin University, trường đại học Curtin. Và Curtin College có một môi trường rất là nhiều các bạn học sinh, có các bạn học sinh từ nước Úc và các bạn học sinh quốc tế. Và trường rất là kiểu tạo điều kiện giúp đỡ học sinh quốc tế khi họ mới sang đây. Mình đã ở Úc được tầm 7 tháng và mình đang sống với 6 bạn đến từ 6 người bạn cùng phòng đến từ Malaysia. Yeah. Orientation Day rất là vui và rất là kiểu supportive. Vào ngày orientation thì mọi người student mentor của trường Curtin College rất là giúp, rất là hiền, rất là kiểu friendly và họ giúp mình trả lời câu hỏi và họ luôn cười, giúp mình trả lời các câu hỏi khác nhau. Cái expectation của mình khi mới sang Perth thì rất là sợ, nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm giác Perth rất là vui, rất là mọi người nói Perth khá là buồn nhưng mà Perth rất là vui. Mình tình nguyện rất nhiều, mình cũng làm nhiều thứ ở đây, là mình khá là hạnh phúc với cuộc sống ở Perth. Cái sự kiện mà mình khá là thích ở Curtin College là Movie Night. Movie Night ở Curtin College thì mình có tổ chức. Hôm đấy mọi người rất vui, mọi người xem phim kinh dị và ăn pizza khá là hay. Địa điểm mà mình khá thích ở Curtin University là Curtin Stadium, là khu mà mọi người tập thể thao. Ở Curtin Stadium thì mình có học lớp võ của mình và facility của Curtin Stadium khá là tiện nghi và mình khá là thích. Kế hoạch mà mình sau khi tốt nghiệp Curtin University thì mình sẽ đi du lịch Nhật Bản, Trung Quốc hoặc là các nước gần đấy. Điều mà mình thích nhất về khóa học mà mình đang học là giáo viên, lecturer ở trường rất là giúp đỡ mình trong việc progress lên Curtin University. Và các bạn gia sư hay là academic peer cũng rất là giúp mình trong việc học và tiếp thu kiến thức ở Curtin College. Mình rất là kiểu recommend Curtin College. Mình nghĩ Curtin College giúp mình improve, giúp mình cải thiện rất là nhiều. Và mình Curtin College rất là tốt.